Uh, mình cần có một kỹ năng đúc rút. Ừ, bởi vì rằng là uh, người ta hay nói rằng là cuộc sống phải có va chạm nhiều, phải có trải nghiệm nhiều. Ừ. Nhưng anh nghĩ rằng là cái trải nghiệm ấy nó sẽ không có giá trị gì nếu như mình không có khả năng tinh lọc đúc rút nó. Ừ. Nó giống như mình cầm một cái rổ mình đi múc nước ấy. Vâng. Thì trải nghiệm cũng thế, nếu như mình cầm cái rổ mình đi múc cái nước đấy thì nó sẽ trôi tuột hết đi. Nhưng mà sau cái mỗi lần có một cái sự kiện xảy ra, ví dụ mình làm một chiến dịch xong, ví dụ mình gặp một khách hàng, mình cãi nhau với một khách hàng mình có thành công hoặc mình thất bại, cái quan trọng là cái kinh, cái khả năng mình đu rút sau tất cả những cái đó. Trong hơn 10 năm anh đi từ nam ra bắc, thì anh thấy rằng có thật sự là có những bạn, bạn làm chỉ một hai năm thôi, bạn đã có thể lên được vai trò leader thậm chí manager. Có những người người ta làm đến ba năm năm người ta vẫn đậm chân tại một vị trí. Thì anh nghĩ cơ bản sự khác nhau là uh, giữa hai người đấy là một là ai sẵn sàng vào vấp nhiều hơn, nhưng ừ. quan trọng hơn nữa là ai là thứ hai là ai là người có thể học được nhiều hơn từ những cái vào vấp đó. Cũng là ừ. 5 năm nhưng mà 5 năm của hai người nó không giống nhau. Có ừ. thể mỗi một người 5 năm nó chỉ là những câu chuyện. còn Có một người kia là 5 năm nó là một loạt những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức đã được hệ thống hóa, đã được quy trình hóa, đúc rút lại. ừ Thì hai cái 5 năm đấy nó khác nhau hoàn toàn. Ừ, em hiểu. Thực ra, thực ra để mà nói về câu chuyện hệ thống hóa và kiến thức tức là học được nhiều nhất có thể từ các trải nghiệm đi thì theo anh có một cái... Cái cách thức nào hoặc là anh, anh tự anh áp dụng nhé ừ. hoặc là anh nhìn thấy là làm thế nào để tức là ví dụ tôi tôi và bạn cùng trải qua một sự kiện thế nhưng ừ. mà làm thế nào có thể đúng rút nhiều đúng rút được nhiều hơn và giữ lại ừ. cho mình nhiều hơn có một cái kỹ năng nó rất là đơn giản nhưng mà anh không biết nói này có quá không mà nó có thể mang lại một kết quả rất đột phá được. cho tất cả mọi người anh nghĩ là cho tất cả mọi người đó là kỹ năng viết thế thì khi bạn trải qua một cái điều gì đó thì bạn đơn giản là bạn ngồi bạn viết nó lại ừ. bằng nhưng mà không phải viết theo kiểu nhật ký đâu nhé À, không phải viết theo kiểu là ngày hôm nay tôi đến gặp Việt Anh buổi sáng Việt Anh mời tôi cốc nước buổi chiều với tôi kết thúc buổi gặp vào lúc 11 giờ, không phải như thế mà mình sẽ phải viết dưới dạng là những câu hỏi. Những câu hỏi rất là cơ bản thôi. Hôm nay tôi đã trải qua việc gì? Làm thế nào để nó tốt hơn? Những câu hỏi rất cơ bản như vậy và mình ngồi mình viết nó ra, không phải là mình ngồi nghĩ. Ví dụ như hôm nay anh đến gặp em thì giả sử chúng ta có một cuộc hẹn thế làm sao để cuộc hẹn đấy lần sau nếu như mình gặp một người giống như việt anh ừ. làm sao để cuộc hẹn đấy nó chân chu hơn làm sao để mình dùng ít câu từ hơn mà cuộc hẹn đấy nó vẫn diễn ra tốt đẹp hơn ừ. đấy hoặc là khi mà mình đến gặp việt anh rồi thì hôm nay mình chào nó như thế nào mình bắt tay với nó ra làm sao thế thì lần sau nếu như mình gặp một người khác kiểu kiểu như vậy thì làm sao mà để có một cái bắt tay nó thuận lợi nhất thì anh lấy câu chuyện của cái bắt tay đưa ra để anh nói rằng là trong mọi thứ trong cuộc sống mình đều phải học mình đều phải cải tiến từ những cái rất nhỏ như một cái bắt tay như một câu chào như là một uh, câu nói mở đầu mọi thứ mình đều phải học thì suy rộng ra thì đấy là một việc rất nhỏ suy rộng ra thì những việc lớn ví dụ như mình phân tích một chiến dịch mình bàn bạc trong một cuộc họp mình giao việc cho một nhân sự mình phản biện với sếp của mình tất cả mọi thứ nó là những kỹ năng nó phức tạp hơn thì mình càng phải ngồi mình viết nó ra bằng một câu hỏi là hai câu hỏi thôi hôm nay mình đã làm gì và làm sao mình mình làm nó tốt hơn mà đặc biệt hơn nếu chi tiết nữa thì phải làm tốt hơn về khía cạnh gì Ví dụ như kiểu hôm nay chúng ta có một cuộc họp Mình ngồi cãi nhau với sếp chẳng hạn Thế thì câu hỏi đầu tiên là hôm nay mình đã làm gì là hôm nay có một cuộc họp đúng không Câu hỏi thứ hai là làm sao để làm tốt tốt hơn thì mình phải chi tiết là tốt hơn trong nhiều khía cạnh Nếu như mà làm làm sao để mình tốt hơn về mặt trình bày Là một câu hỏi Làm sao mình làm tốt hơn về cái mặt gọi là Sắp xếp để cái không khí cái buổi họp này nó đỡ căng thẳng Về mặt đối nhân xử thế đấy À, câu hỏi thứ ba là làm sao để mình làm tốt hơn về mặt hiệu quả ừ. Tức là mình chia nhỏ cái mục tiêu tốt hơn đấy thành các mục tiêu con Thế thì nếu như mỗi ngày mình đều Nếu như mình gọi là mình si ra nhất mình không có thời gian mình viết đi Thì mình ngồi nghĩ Nhưng mà từ việc nghĩ đến việc viết nó là hai cái level rất là khác Đang Mình ngồi nghĩ về những việc đó nó đã rất tốt rồi Nó đã rất tốt rồi nhưng cứ thử các bạn nếu như các bạn đang ngồi xem cái podcast này thì các bạn cứ thử ngồi viết ra mà xem nó sẽ cho các bạn một bài học nó rõ ràng và mang tính đúc kết hơn rất là nhiều bởi vì ví dụ như anh ồ anh nghĩ một câu hỏi đó là hôm nay làm sao để làm tốt hơn thì anh có thể loáng thoáng nghĩ ra vài cách đầu dòng sau đó thôi còn trôi vào đi vãng thôi nó không nhớ vào đâu nhưng khi em viết ấy, thì em sẽ thấy rằng những cái giải pháp mình đưa ra thực ra nó chưa đủ tốt đâu nó sẽ ừ. yêu cầu mình phải làm rất là sâu ví dụ hôm nay làm sao để mình khiến cho cái không khí buổi họp hôm nay nó đỡ căng thẳng hơn em em nghĩ trong đầu để thì câu trả lời em nó rất là nông nhưng khi em viết cái câu trả lời đó ra nó rất là sâu và thật sự em sẽ học được vô cùng nhiều Ừ. gần đây em cũng <laughs> xuất bản cuốn sách cuốn động lực nội tại trong đấy nó có một cái kỹ năng mà như đúng như anh nói luôn nó gọi là daily journaling ừ. là hàng ngày cũng phải viết nhưng mà viết đúng như anh nói là nó không phải là viết nhật ký kiểu hôm nay tôi cảm thấy tôi, tôi, tôi uh, trải qua cái việc này việc này về này mà nó nên có một cái Cái góc nhìn mang tính phân tích nhiều hơn ừ. em nghĩ em cái thực sự nghĩ là cái với em chẳng hạn thì em không phải là một người em cũng là một người viết em có viết nhưng mà em lại không phải là một người thích lại Daily hàng ngày thế nhưng em rất là đồng tình với câu chuyện là hàng ngày mình nên có một cái mà em hay gọi là phản tư ấy. Ừ. tức là mình nên nghĩ lại về cuộc đời gọi là cuộc ngày hôm nay mình có những cái gì quan trọng hoặc là những cái gì mà mình đã trải qua tức là mình dành thời gian cho chính bản thân mình để mình suy nghĩ lại ừ. và em đem thấy là có một cái ý mà như anh nói em nghĩ là nó rất hay tức là thực ra khi mình viết ra này hoặc là khi mình nghĩ này thì mình sẽ nhìn được ra các chi tiết Ừ. và đặc biệt là viết thì biết là viết. thì mình mình lại nhớ và mình sẽ nhìn rất là kỹ các chi tiết khi mình viết mình mới thấy cái sai của mình cơ đúng ví dụ khi em nghĩ rằng là để làm tốt hơn mình sẽ làm cái a cái b cái c nhưng thực ra là nó không đúng đâu ừ. đến lúc em viết ra em thấy cái a cái b cái c thực ra nó vẫn là xì si ra lắm nó nó không đủ nó còn phải ừ. nhiều thứ khác cho nên cái viết nó yêu cầu mình tư duy mức độ sâu hơn nhiều ừ. và bản chất đấy là công việc anh vẫn làm tức là ngày xưa thì anh 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 anh, anh viết kiểu đấy rất là nhiều nhưng mà đến bây giờ thì khi mình đã viết quá nhiều rồi Thì bây giờ anh chỉ viết khi mà có một cái sự việc quan trọng ừ. Thì anh sẽ viết lên một cái blog Và có những bài viết anh public ra bên ngoài Và có những bài viết anh không public ra bên ngoài ừ. Có những cái mình viết cho mọi người đọc Và có những cái mình viết chỉ cho mình đọc thôi Ví dụ như kiểu là khi anh anh có một hợp đồng Thì anh sẽ ngồi anh viết lại về quá trình làm hợp đồng đó Còn bây giờ thì anh không viết hàng ngày nữa Nhưng mà cái thời trước anh viết hàng, Vì cái thời điểm mà anh còn đang đi làm ấy Thì mỗi ngày mình va chạm rất là nhiều xử lý rất là nhiều công việc để xếp cấp trên của mình nữa và xếp cấp dưới của mình nữa. Và cái đến thời gian anh làm chủ, anh mở doanh nghiệp thì hàng ngày những cái việc anh làm được nhân sự anh cũng hay ngồi anh ghi lại bằng hai câu hỏi thôi, mình làm gì và làm sao làm tốt hơn. Em cũng nói là em không viết thôi nhưng mà bản chất là ví dụ những cái bài viết của em trên Spyroom nó cũng là một cái như thế. Khi ừ. có một cái sự kiện lớn hoặc là một cái việc gì đấy mà mình cảm thấy là mình muốn mình... muốn hệ nói, thống lại, những hệ thống lại. Thì đúng là khi mà sau này ví dụ như bây giờ trẻ em mà nhìn đến bản thân em của vài ba năm trước lúc bắt đầu mà viết những thứ đấy thì mình sẽ nhìn thấy cái sự tức là sự thay đổi trong tư duy ấy, trong nhận ừ. thức và em em thấy là đúng thực sự là cái, những cái đấy là những cái cột mốc rất là ý nghĩa khi mà anh nhìn lại các bài viết cũ của anh thì thì anh có <laughs> tức là anh có cảm giác là à, anh có nhìn thấy rộng, rõ cái sự phát triển của bản thân giống như em em nhìn thấy không có chứ cái đấy là anh nghĩ là cái đấy là chuyện mà ai cũng sẽ gặp phải nhưng mà nhờ có những bài viết đấy mình mới nhìn nhận nó rõ hơn thôi ừ. tức là nếu như mình không có bài viết đấy thì mình sẽ cảm nhận nó rất là mơ hồ đúng nhưng khi mình có bài viết đấy mình đọc lại thì đôi khi không nhất là cảm giác là có sự phát triển Mà ngày xưa mình cảm thấy ngày xưa mình ngây ngô một cách khó hiểu <laughs> nhưng mà nhiều khi em lại thấy đúng là nhìn vào những cái ngây ngô của bản thân thế nhưng mà sẽ có nhiều trường phái nhé sẽ có những người em thấy là à muốn giấu nhẹm những cái ngây ngô mình đi có những người như vậy tức là tôi đang thể hiện là càng ngày tôi chuyên nghiệp hay tôi gì gì đấy tôi ở một cái level nào đấy như vậy nhưng, mà, nhưng mà em cả em nhìn vào những cái ngô em rất rất thích ừ. em thậm chí em còn thích là oh, tôi để ra để show cho ra. sâu ra để cho mọi người thấy là ở oh, đấy ngày xưa cũng cũng <laughs> tức là mình cảm thấy là anh thì anh không lựa chọn sâu ra ừ. về cơ bản đa số những cái bài anh tự viết kiểu đấy thì anh để ở chế độ ẩn thôi ừ. à, đôi khi là mãi mãi sẽ không bao được bóc đích ra ừ. mình là của chính còn thường anh đã bóc ra là những bài viết nó mang chỉnh, tính... chỉnh chu và ừ. nó có tính giá trị cho người đọc ừ. còn đôi khi thì có một số cái ngây ngô mà như em nói là ngây ngô quá